ngon. Dạ cô ơi, cho con hỏi là ngày hôm nay mình cảm nhận như thế nào về món ăn ạ? Rồi, cô cho là cái gì cô ăn đến vừa miệng rất ngon, không cần phải chấm luôn á. Dạ. Nè, cũng ngon nè. Nào cũng ngon nè. Cô cũng ngon nè. Cái gì cũng vừa. Hello, chào hai bạn. À, hai bạn sẽ cảm thấy thế nào về món ăn của nhà hàng của bên mình ngày hôm nay ạ? Dạ, một tuần, hai tuần mới chịu. Quá ngon. Em chỉ có hai từ thôi, yeah. Đến đó thôi là em không có thể nào diễn tả được. Ừ, còn chị thì sao? À, chị thì thấy là quá ngon. Thấy là rất là ngon, rất là hợp và không có vị. Em thích món nào nhé? Em thích món gà nhất. Em thích món tôm nhất. Mà dù em diễn tôm nhưng em ăn, lỡ ăn ba con có em biết em sẽ bị cướng nhưng mà ngon quá. Phải ăn ba con. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. À, cô cảm nhận như thế nào về cái món ăn của nhà hàng của con nghèo này? Nhà cô có đặt cái món theo tục này ở trên đường. À, dạ rồi. Dạ rồi. Vậy con sẽ hy vọng là sẽ gặp lại gia đình mình ở Lê Văn Sĩ nữa nha. Dạ rồi. Cô cảm thấy thế nào về món ăn của nhà hàng của bên con ngày hôm nay ạ? Ngon, thấy nó là rất là ngon. Dạ rồi, con hy vọng. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. À.